À, dạ xin chào bà con cô bác ở Trà Vinh của mình ha. Thì ngày mai ngày hai tây tháng nhằm ngày thứ tư thì Tấn sẽ phát cây cho bà con ở Trà Vinh ha. Tại vì từ trước đến giờ thì bà con ở Trà Vinh á rất là Tấn thấy là rất là cần cái cây này. Thì ngày mai Tấn sẽ phát cây cho bà con hai chỗ ở Trà Vinh. Thì bà con ở Trà Vinh ở lân cận thì vào nó nghe Tấn đọc địa chỉ để ngày mai bà con lại á. Tại vì tại sao Tấn cho hai chỗ, tại vì Tấn muốn cho bà con cho ai gần chỗ nào á thì đi lại chỗ đó cho tiện ha. Tại vì Tấn lấy cây từ Bạc Liêu rồi Tấn sẽ đi cho rồi xong Tấn về cái đường mà Tấn về đường kia luôn. Tấn sẽ để địa chỉ mấy bên đây nè, bà con nào không nghe kịp á thì chụp màn hình lại nha, chứng có để luôn nè. Thì cái chỗ đầu tiên á thì bà con thấy cái chùa nè ha, cái chùa ha, cái chùa nè, cái chùa này á thì nó nằm ở ngay xã ấp Trà Cú, ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tính đọc lại địa chỉ nè. Cái chỗ mà Tấn phát là thứ nhất nha. Thì từ từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa ngày 2 tây tháng 11 ha. Thì bà con nào ở gần gần Trà Cú á thì bà con chạy lại cái chùa giống như hình nè. Là nó nằm ngay chỗ mà ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Thì vào lúc 12 giờ đến 1 giờ bà con chạy lên đó nhận cây ha. Thì bà con chạy là khi mà con nhận cây thì con hỗ trợ cho Tấn một ít tiền xăng ha. Thì tùy tâm bà con có bao nhiêu thì hỗ trợ em bao nhiêu để em có cái kinh phí để lần sau để đi phát cái chỗ khác nữa, tại chi phí nó rất là cao ha. Thì bà con ở Trà Cú á, thì ai gần gần đó thì chạy lại cái chùa này nè ha. Thì vào lúc 12 giờ đến 1 giờ để nhận cây dành dành ha. Còn cái điểm phát thứ hai là cái điểm phát thứ hai là ngay Trà Vinh nè con, ngay thành phố Trà Vinh luôn nè. Nó cái điểm thứ hai này á bà con đi xe buýt xe gì nó thuận tiện, rất là thuận tiện luôn ha. Cái điểm thứ hai thì Tấn sẽ nó nằm ngay cái chỗ là siêu thị Cướp Mắt, đối diện siêu thị Cướp Mắt Trà Vinh ha bà con. Nè cái hình này nè, siêu thị Cướp Mắt Trà Vinh ha. Nó nằm ngay cái số là đường Nguyễn Đáng, thành phố Trà Vinh. Là ngay cái chỗ thành phố Trà Vinh á thì Tấn phát từ là 2:30 đến là 3:30 chiều nghe bà con. Thì bà con ở Trà Vinh nè và ở Trà Cú á, thì bà con gần chỗ nào thì bà con chạy lại chỗ đó cho nó tiện ha. Bây giờ Tấn đọc lại cái địa chỉ chỗ Trà Vinh nè cho bà con thành phố Trà Vinh nè. Thì nó nằm ngay cái chỗ ngay ngay chỗ siêu thị Cúp Mắt luôn nghe bà con. Chỗ đường Nguyễn Đáng thành phố Trà Vinh. Thì chỗ ngay siêu thị Cúp Mắt á bà con đi đến đó bà con đợi ha. Thì Tấn sẽ phát cây cho bà con dành dành cho bà con là từ 2:30 đến là 3:30. Rút kinh nghiệm để giờ Tấn sẽ cho cái giờ trễ trễ chút xíu tại vì xe cộ mà đôi khi kẹt xe để cho con khỏi chờ đợi ha. Rồi Tấn sẽ nói lại địa chỉ nữa. Thì bà con á ngay Cướp Mắt thì vào lúc 2:30 ngày mai thứ hai, quên ngày mai, xin lỗi bà con, ngày mai ngày 2 tây tháng 11 vào lúc 2:30 đến là 3:30 chiều Tấn sẽ phát cây cho bà con ở thành phố Trà Vinh, ai gần gần đó thì chạy lại ha. Ngay địa chỉ là ngay siêu thị Cúp Mắt nằm chỗ đường Nguyễn Đáng, thành phố Trà Vinh. Thì chỗ này thì Tấn có nhờ một anh ở đó đó, anh nói là qua xe cộ qua lại, xe buýt chạy qua chạy lại bà con đi lại nó tiện hơn. Với cái xăng nó cũng rộng rãi nữa. Rồi, hẹn gặp bà con vào bà con Trà Vinh mình ngày mai ha. Thì cái chỗ mà Trà Cú bà con, để Tấn đọc là cái chỗ Trà Cú này cho ai gần cái chỗ nào bà con chạy lên chỗ đó cho nó tiện chứ không gì.
cái chỗ Trà Cú thì cái chùa nè, bà con thấy cái chùa nè, thì bà con ở vòng vòng Trà Cú thì nhìn cái chùa là biết ngang, tại tính tính không có rành, tại cái chùa này nó có để chữ Khmer, tính không có không rành. Thì cái chùa này thì nằm chỗ ở trên Trà Cú á, thì nằm chỗ ấp Trà Cú A, huyện Kim Sơn. À xin lỗi bà con. Nằm chỗ ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. À bà con, ở trên Trà Cú á thì vào lúc 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa là tính sẽ phát cây cho bà con ở tại huyện Trà Cú tại chùa. Còn ở thành phố Trà Vinh á thì từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 tính sẽ phát cây cho bà con tại cấp mắc nằm chỗ đường Nguyễn Đáng ha, thành phố Trà Vinh. Thì ngày mai là ngày thứ tư bà con, ngày hai tây. Bà con nào chia sẻ dùm Tuấn cái clip này để bà con, có bác nào mà gần Trà Vinh đó chạy lại cho nó tiện ha. Đây từ trước giờ Tuấn cũng chưa đến Trà Vinh mà thấy bà con bà con ở đó rất là cần cái cây này, tại vì từ trước đến giờ Tuấn không đi tại vì nó nghịch cái đường đó con. Bà con biết ở nghịch cái đường làm đi xe mà chạy nó nghịch cái đường xa như vậy đó, nó ăn tiền cao lắm. Nhưng mà Tuấn cũng cố gắng. Thì bà con nhận cây thì bà con nào tùy tâm hỗ trợ cho Tuấn một ít tiền xăng, tiền thuê xe để Tuấn làm kinh phí để có những cái chuyến sau nữa đó, để Tuấn hỗ trợ bà con nơi khác. Rồi xin hẹn gặp bà con ở Trà Vinh của mình ngày mai, ngày hai tây thứ tư. Hẹn gặp bà con ha.